Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật 35 Dạ Thần Tịch Tĩnh Âm Hải Phó Thác Thứ Năm Nan Thắng Địa. Bấy giờ thiện tài đồng tử ở chỗ Dạ Thần phổ cứu chúng sinh diệu đức, nghe môn giải thoát Bồ Tát phổ hiện tất cả thế gian điều phục chúng sinh, biết rõ tin hiểu tự tại an trụ mà đi đến chỗ Dạ Thần Tịch Tĩnh Âm Hải. Lúc đó thiện tài đồng tử ở chỗ đạo tràng của vị Dạ Thần phổ cứu chúng sinh diệu đức, nghe được môn giải thoát Bồ Tát phổ hiện tất cả thế gian điều phục chúng sinh. Ngài biết rõ tin hiểu tự tại an trụ nơi pháp môn này mà đi đến chỗ đạo tràng của vị Dạ Thần Tịch Tĩnh Âm Hải. Đây là Nan Thắng Địa thứ năm, là chân tục hai trí, hành tướng trái nhau, hợp khiến cho tương ưng, vị rất nan thắng. Vị thần này, tức là mẹ của phổ cứu, biểu thị chân tinh tấn, tức tử định sinh, khởi tâm động niệm, là vì vọng không thể tiến. Thiền gọi là tịch tĩnh, nhập tục diễn pháp, hóa vật sâu rộng, nên gọi là âm hải. Đảnh lễ vị Dạ Thần Tịch Tĩnh Âm Hải, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ở trước chắp tay mà bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Con muốn nương thiện tri thức, học Bồ Tát Hạnh, nhập vào Bồ Tát Hạnh, tu Bồ Tát Hạnh, trụ Bồ Tát Hạnh. Xin hãy thương xót vì con mà diễn nói. Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát Hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát Đạo? Thiện tài đảnh lễ vị Dạ Thần Tịch Tĩnh Âm Hải, rồi đi nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, sau đó ở trước vị Dạ Thần chắp tay lại mà bạch rằng: Đại Thánh, con trước đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Con muốn nương thiện tri thức, học Bồ Tát Hạnh, nhập vào Bồ Tát Hạnh, tu Bồ Tát Hạnh, an trụ Bồ Tát Hạnh. Xin Ngài hãy từ bi thương xót vì con mà diễn nói. Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát Hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát Đạo? Bấy giờ vị Dạ Thần bảo thiện tại rằng: lành thay thiện nam tử, người có thể nương thiện tri thức cầu Bồ Tát Hạnh. Thiện nam tử, ta được môn giải thoát Bồ Tát niệm niệm sinh ra hỷ trang nghiêm rộng lớn. Thiện tài nói: Đức Thánh, môn giải thoát này sự nghiệp như thế nào, cảnh giới ra sao, khởi phương tiện gì, quán sát như thế nào? Lúc đó vị Dạ Thần bảo thiện tài đồng tử rằng: lành thay thiện nam tử, ngươi có thể nương thiện tri thức mà cầu Bồ Tát Hạnh. Thiện nam tử, ta đắc được pháp môn giải thoát Bồ Tát niệm niệm sinh ra hỷ trang nghiêm rộng lớn. Môn giải thoát này có hai ý nghĩa: một, hóa sinh tọa trí nên sinh hỷ, tức là phước đức trang nghiêm; hai, quán Phật Bồ Tát thắng dụng nên hoàn hỷ, tức là trí huệ trang nghiêm; quán hóa tức không gián đoạn nên hỷ cũng niệm niệm sinh ra. Thiện tài đồng tử hỏi: Đại Thánh, phải làm tịnh đức sự nghiệp gì mới có thể thành tựu môn giải thoát này? Cảnh giới hạnh chứng như thế nào, sinh khởi phương tiện gì, quán sát suy ngẫm như thế nào? Vị Dạ Thần nói: Thiện nam tử, ta phát khởi tâm ưa thích thanh tịnh bình đẳng, ta phát khởi tâm ưa thích lìa tất cả thế gian bụi dơ, thanh tịnh kiên cố không thể hoại. Ta phát khởi tâm phàn duyên không thối chuyển, quả vị vĩnh viễn không thối chuyển. Ta phát khởi tâm trang nghiêm công đức, núi báu bất động. Ta phát khởi tâm không trụ xứ. Ta phát khởi tâm hiện khắp cứu hộ trước tất cả các chúng sinh. Ta phát khởi tâm thấy tất cả biển chư Phật không nhàng đủ. Ta phát khởi tâm cầu tất cả nguyện lực thanh tịnh của Bồ Tát. Ta phát khởi tâm trụ biển đại trí quảng minh. Vị Dạ Thần Tịch Tĩnh Âm Hải nói: Thiện nam tử, ta phát khởi tâm ưa thích thanh tịnh bình đẳng. Ta phát khởi tâm ưa thích liệt tất cả thế gian bụi dơ, thanh tịnh kiên cố trang nghiêm không thể hoại. Ta lại phát khởi tâm phan duyên không thối chuyển, quả vị vĩnh viễn không thối chuyển. Ta phát khởi tâm trang nghiêm công đức, núi báu bất động. Ta lại phát khởi tâm không trụ xứ. Ta lại phát khởi tâm hiện khắp cứu hộ trước tất cả các chúng sinh. Ta lại phát khởi tâm thấy tất cả biển chư Phật không nhàm đủ. Ta lại phát khởi tâm cầu tất cả nguyện lực thanh tịnh của Bồ Tát. Ta lại phát khởi tâm trụ biển đại trí quang minh. Ta phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh vượt qua đồng hoang lo buồn. Ta phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh xả lìa buồn rầu khổ não. Ta phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh xả lìa sắc thanh hương vị xúc pháp không vừa ý. Ta phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh xả lìa khổ thương yêu mà xa lìa, ghét mà gặp nhau. Ta phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh xả lìa ác duyên ngu si các khổ. Ta phát khởi tâm làm chỗ nương nhờ cho tất cả chúng sinh bị hiểm nạn. Ta phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi nơi khổ sinh tử. Ta phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh xả lìa khổ sinh giả bệnh chết. Ta phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu pháp vui vô thượng của Như Lai. Ta phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh đều thọ vui thích,
ta lại phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh vượt qua đồng vang lo buồn. Ta lại phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh xả lìa buồn rầu khổ não. Ta lại phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh xả lìa sắc thanh hương vị xúc pháp không vừa ý. Chúng sinh đều chấp vào cảnh giới sáu trần, bị pháp nhiễm ô này làm thương hại huệ mạng của họ, một chút lợi ích cũng chẳng có. Ta lại phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh xả lìa khổ thương yêu mà xa lìa, ghét mà gặp nhau. Ta lại phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh xả lìa ác duyên ngu si các khổ. Ta lại phát khởi tâm làm chỗ nương nhờ cho tất cả chúng sinh bị hiểm nạn. Ta lại phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi nơi khổ sinh tử. Ta lại phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh xả lìa khổ sinh già bệnh chết. Ta lại phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu pháp vui vô thượng của Như Lai. Ta lại phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh đều thọ hoan hỷ vui thích. Vị giả thần dùng phương pháp thiện xảo phương tiện để trả lời 4 câu hỏi của thiện tài đồng tử. Trong 20 tâm này, 10 tâm trước là tâm đại trí trên cầu Phật đạo, 10 tâm sau là tâm đại bi hạ hóa chúng sinh. Phật tâm như vậy rồi lại vì họ thuyết pháp khiến cho họ dần dần đến bậc nhất thiết trí. Ta phát đủ thứ tâm ở trên như vậy rồi lại vì họ diễn nói diệu pháp khiến cho họ dần dần đạt đến bậc nhất thiết trí huệ. Đó là nếu thấy chúng sinh ưa chấp chỗ ở cung điện nhà cửa thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ thấu đạt tự tánh các pháp lìa các chấp trước. Nếu thấy chúng sinh mến luyến cha mẹ, anh em, chị em thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được sự chúng hội thanh tịnh của chư Phật Bồ Tát. Nếu thấy chúng sinh luyến mến vợ con thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ xả lìa ái nhiễm sinh tử, khởi tâm đại bi đối với tất cả chúng sinh bình đẳng không hai. Nếu thấy chúng sinh trụ nơi cung vua, thể nữ hầu hạ thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được tập hội với thánh chúng vào giáo pháp của Như Lai. Nếu thấy chúng sinh nhiễm trước cảnh giới thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ vào cảnh giới của Như Lai. Đó là nếu thấy chúng sinh ưa chấp chỗ ở cung điện và nhà cửa thì ta vì họ dễ nói diệu pháp khiến cho họ thấu rõ thông đạt tự tánh tất cả các pháp mà xa lìa mọi sự chấp trước. Nếu thấy chúng sinh tham luyến chấp trước cha mẹ, anh em, chị em, lục thân quyến thuộc thì ta vì họ dễ nói diệu pháp khiến cho họ được dự vào đại chúng hải hội thanh tịnh của chư Phật Bồ Tát. Nếu thấy chúng sinh tham luyến chấp trước vợ con thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ xả lìa ái nhiễm sinh tử. Có ái nhiễm tức là sinh tử, xả lìa ái nhiễm thì sẽ chấm dứt sinh tử, sinh khởi tâm đại bi. Do đó có câu tử hay ban vui, ban cho tất cả chúng sinh an lạc đối với tất cả chúng sinh bình đẳng không phân biệt. Nếu thấy chúng sinh trụ nơi cùng vua, có rất nhiều thể nữ hầu hạ thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được cùng nhau tập hội với thánh chúng, nhập vào giáo pháp của Như Lai. Nếu thấy chúng sinh tham nhiễm chấp trước cảnh giới, nhìn chẳng thấu buôn chẳng đặng tất cả cảnh giới, nhưng người tu đạo gặp một thứ cảnh giới nào đó thì tham đắm vào cảnh giới đó. Kỳ thật tu đạo tức là tu hướng về trước, có cảnh giới gì hiện tiền thì đó chỉ là một bộ phận thành tựu của sự tu hành. Không cần nhiễm trước mà cảm thấy cảnh giới thủ thắng như thế nào thì ta vì họ nói pháp giáo hóa họ, đừng tự phế bỏ giữa đường, phải dũng mãnh tinh tấn tiến vào cảnh giới của Như Lai. Đoạn này cả hai mình xả giới ba la mật, dùng xả tất cả tham trước thì giữ giới thanh tịnh. Nếu thấy chúng sinh nhiều sân hận thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ trụ nhẫn ba la mật của Như Lai. Nếu thấy chúng sinh tâm họ giải đãi thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được thanh tịnh tinh tấn ba la mật. Nếu thấy chúng sinh tâm họ tán loạn thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được thiền ba la mật của Như Lai. Nếu thấy chúng sinh vào rừng rậm kiến chấp vô minh ám chướng thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ thoát khỏi rừng rậm đen tối. Nếu thấy chúng sinh không có trí huệ thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được bát nhã ba la mật. Nếu thấy chúng sinh nhiễm trước và cõi thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ thoát khỏi sinh tử. Nếu thấy chúng sinh ý chí hạ liệt thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ viên mãn nguyện Phật Bồ Đề. Nếu thấy chúng sinh trụ hạnh lợi mình thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ phát khởi nguyện lợi ích tất cả chúng sinh. Nếu thấy chúng sinh trí lực yếu kém thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được lực ba la mật của Bồ Tát. Nếu thấy chúng sinh tâm ngu si đen tối thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được trí ba la mật của Bồ Tát. Nếu ta thấy chúng sinh nhiều sân hận thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ trụ nhẫn ba la mật của Phật. Giống như chúng ta tu đạo rất khổ, phải nhẫn lạnh, nhẫn nóng, nhẫn đói, nhẫn khát, tất cả đều phải nhẫn, không thể đối với cảnh giới bạn chẳng hoan hỉ, bèn nổi giận,
Đạo lý trong kinh nói nhất định phải sử dụng, không thể gặp cảnh giới mà không thể dùng pháp môn trong kinh điển. Người nóng giận nhiều nhất định phải thay đổi sự nóng giận của mình, phải tu hạnh nhẫn nhục ba la mật chứ chẳng có pháp nào khác. Vị dạ thần lại nói, nếu ta thấy chúng sinh tâm họ giải đãi, thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được thanh tịnh tinh tấn ba la mật, không nên giải đãi, người nào giải đãi thì sẽ đọa lạc. Nếu thấy chúng sinh tâm họ tán loạn, cứ khởi vọng tưởng, thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được thiền ba la mật của Phật, hồi quang phản chiếu thì tự nhiên sẽ hạng phục được tâm mình. Nếu thấy chúng sinh vào rừng rậm tà chi tà kiến bị vô minh ám chướng linh tánh của mình, thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ thoát khỏi rừng rậm tà kiến đen tối. Nếu thấy chúng sinh ngu si không có trí huệ, thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được bát nhã ba la mật, có đại trí huệ. Nếu thấy chúng sinh nhiễm trước cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Nếu thấy chúng sinh thân tâm ý chí hạ liệt, chẳng cao thượng, thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ phát tâm lớn, viên mãn nguyện Phật Bồ Đề. Nếu thấy chúng sinh chủ hạnh lợi mình, chỉ biết lợi ích chính mình, chẳng tu hạnh lợi tha, thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ hồi tiểu hướng đại, phát khởi đại nguyện chẳng những lợi ích chính mình mà còn muốn lợi ích tất cả chúng sinh. Nếu thấy chúng sinh trí lực yếu kém, thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được trí huệ lực ba la mật của Bồ Tát. Nếu thấy chúng sinh tâm ngu si đen tối, thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được trí huệ ba la mật của Bồ Tát. Đây là dùng 10 độ hóa trị 10 che đậy. Nếu thấy chúng sinh sắc tướng không đủ, thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được sắc thân thanh tịnh của Như Lai. Nếu thấy chúng sinh hình dung xấu xí, thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được pháp thân thanh tịnh vô thượng. Nếu thấy chúng sinh sắc tướng thô ác, thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được sắc thân vi diệu của Như Lai. Nếu thấy chúng sinh tình nhiều lo buồn, thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được an đạt rốt ráo của Như Lai. Nếu thấy chúng sinh bần cùng khổ sở, thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được công đức bảo tạng của Bồ Tát.